Về đằng nào nhỉ? Có tiếng con chó đâu nhỉ? Có tiếng em chó đó. Mình nghe sau cái cửa này ra. Sao tiếng con chó đâu nhỉ? Mình phải chạy lại nhỉ? Ủa, hình như là phía bên này ra nhỉ? Mẹ đeo cái tai nghe này, chả biết cái tiếng ở chỗ nào, khó chịu thế. Có tay trái tay phải mà như không. Phải, mình phải quay lại chỗ này không nhỉ? Tuy nhiên là không sao. Nghe tiếng con chó đâu nhỉ? Bây giờ mua thêm một cái dao nữa mà gắn mông người thì ngon quá nhỉ? Tiếng con chó đâu nhỉ? Mình cảm thấy là nó ở gần đây sao? Mẹ nó thấy tiếng nhưng mà không biết là chó đâu. Hay là nó ở tầng trên nhỉ? Có chịu ra sao bây giờ? Hình như nó ở cái góc đoạn này sao? Mẹ mày, cái chỗ này mà còn chưa bật đèn thì tôi không hiểu ông để làm cái gì ấy. Tôi vãi linh hồn. Thế là cái chỗ này là nó tối hay là sáng ấy? Sao tự nhiên cái chỗ này là sáng sáng trưng nhỉ? À thật đấy. Mình cứ thấy cái có cái tiếng ù gì nhỉ? Thiết bị âm thanh như xít. Lạ nhỉ, mình thấy có một tiếng con chó gì ở đây. Rồi cứ đi đi vậy. Mình thật đấy. Quay lại cái làng này. Về cơ bản là chúng ta không ấy được, nhưng mình có cái key rồi. Mình không trèo vào được đâu nhỉ. Nó sẽ mở trong. Won't open. Really compact. Phải là mình phải đi lại đằng kia này. Hunter Lodge. Tất nhiên là mình phải đi thẳng dưới rồi. Ui. Ôi, chặn mẹ đường rồi. Ui, không đỡ được à? Ui à, sao thế nhỉ? Ui à, fuck.
Mẹ mày sói kinh vậy này. Phần một là nó sẽ đi qua cái chỗ này ra. Đi thẳng vào cái chỗ giữa đây. Ui. Cái cụ này vẫn ở trong này. Chết mẹ. Cái nằm nó rất là lệ dậy rất là nhanh nhá. Còn cái phần kia là một khi mà nó nằm xuống nó dậy rất là lâu luôn để mình bắn vào đầu nó ấy. Thế là vẫn có một con chó nó thoát thằng này. Ui bãi đá ấy. Ơ kìa mẹ nha. Được. Mẹ con chó ấy. Mà bị nó tóm oan thế này. Chạy cạn máu. À nó bảo mình phải đi qua cái chỗ này. Mẹ cha nó chứ. Mích Vega mổng. Toàn bị mấy con chó đấy. Thế mà đợt trước mà mình chưa ấy được. Lại có xương khói gì này. Xếp. Exam. Damage là 1.6 này. Max power. Nên bây giờ mình có thể mình nâng cấp cái Ray of Fire. Hoặc là nâng cấp. Ui mẹ trông kìa. What the f. Sip well and forest dear child. Illuminados. Cái này là mấy cái kinh của cái bọn nhà thờ này ta. Nhìn trông kê vãi, vãi nồi luôn. Nên đây là một cái bữa xương của một thằng khổng lồ này. Giáo phái. Ui mẹ ngon quá. Đang cần. Mẹ mày có tí máu cái đốt mẹ hết luôn. Vãi thật. Treasure. Ôi mẹ ngon quá. Mẹ mày lục cận chiến này. Bây giờ không được mạnh như xưa nữa. Sick of content right now. The bottle is something you made. Ủa? Thế là bắn được mãi à? Also don't forget to buy the bow receive to turn your extra knife into wear bow. Ui, thế là mẹ mày không mất đạn à? Là nó sẽ bắn cái dao của mình à? Có thể gắn cái tên của mình sử dụng mìn này. Và có thể nhanh chóng chuyển vũ khí trở thành một cái mìn bắn từ xa này. Có nghĩa là bắn cái này thì mất luôn cái bô này. Nhưng mà cái bô thrower là cái bắn nhiều bắn nỏ ấy. Come take a look.
Dear friend of mine, great be you and you very much. Delicious viper. Sell three viper. Bán 3 viper à? Mẹ mày, có rắn độc lên toàn toàn này. Nó giống như phần 1 kìa. Welcome. I got something new for you. Nhà mình sẽ mua luôn cái bow, cái recipe bow này. That cash in your pocket or your life. Nhưng mà cái vấn đề là mình còn bắn trốn nỏ không ấy. We've been saving that one for the right customer. Vintage compact. A deal well struck. Elegant mask. Này nó không bán đạn nhỉ. The bow thrower special offer. Giảm 20% này. No spray. Nói chung là cái đoạn nào mà nó đưa ấy cho mình thì nó sẽ giảm giá ấy. Mình đã mở cái dương đúng không? Chúng ta sẽ có cái này. Craft được cái dao này. Cái anytime welcome. Nó sẽ là cần 8 ô. Trên cái súng này mình nó dài quá. Chuyển hết xuống đây vậy. Suit is welcome. Not only will you need cash, but you'll need guts to buy that. Chú cần chỉnh để chú mua cái đấy. Thu nắp. Có sửa chữa này. 1.1600 này. Knife needs care every once in a while. Could be. Mình không biết là mình nên sửa không nhỉ? Cảm thấy chưa hỏng lắm bây giờ. Well-tuned weapon can make up for a lack of skill, friend. 1.5. Increase power and explosive range. Anything else? Crafting submachine gun. Bow X2 này, một con dao, một cái này. Bow X3. Set X3 là sao, cộng cộng là sao nhỉ? Hình như là nó tùy vào chất lượng của dao ra. Nên là mình, cái này mình có thể mình bắn mấy cái enemy nó ấy đó. Welcome. Này mình nhớ, mình không muốn mất cái viên đạn này của mình ấy. Cái này ngon phết nhỉ. Ui mẹ, cái này bắn ngon phết, đùa đâu. Thế là cái đạn này là nó sẽ là cái đạn này thôi. Thế là mình có 6 viên này. Ui ui mẹ mày, bắn nỏ này. Ui mẹ mày, bắn nỏ này ra gì phết đấy. Mình không biết là bắn vào người nào là có lấy lại được không. Welcome. What can I do you for? 9.000 này. If you want a fighting chance out there, you best tune up. Mình có thể mình bắn chết một con rồi mình lấy lại được luôn sao nhỉ? 1.5 này.
là có cái firing range này không? Reload speed. Bắn hai phát cùng một lúc á. Có nghĩa là damage của nó là 3. 1.5 x 2 là 3 này. Leveling 2 row at the time. Impact level 3, từ 3 lên 4 á. Nên là nâng cấp cái này lên 2 lần này. Ví dụ là 4 thì bắn được 2 phát là bắn 1 phát 4 cái. Ôi mẹ, cái con này ngon quá nhỉ. TMP. That cash in your pocket or your life. Easy choice, mate. Mẹ mày cái gì cũng mua. Got a selection of good comeback anytime. Tạm thời này mua thế thôi. Chỗ nào giảm giá phải mua luôn mẹ. Từ từ. Thế thì cái này nó phải gắn ở cái slot khác. Mẹ mày chả có slot này. Exam crafting rifle ammo x7 là 10 cái này cộng 3 một cái này. Mình không biết là có đủ không. Cái này ngon phết mẹ mày. Bắn đỡ tốn đạn. Nãy mình thấy con chó nó kêu đâu nhỉ? Ơ? Church. I made it. À đâu, mất mẹ luôn. Bắn chim trượt mẹ đéo đấy. Mẹ kiểu thợ săn mẹ ma cà rồng. Bây giờ lại không chơi mẹ mà đạn. Cứ còn nỏ. Ui. Ui. Mẹ con chó đứng ở góc này. Đứng ở cái trong góc đấy, lù mình không biết. Mày e là tự nhiên bị ôm cho phát. Mất máu oan thế. Phải mà nâng cấp bắn 2 phát kia. Trong này nó vẫn có một cái gì đấy. Đây này. Damn it.
Condor are one to roost. The church is sealed up. And Baby Eagle? Negative. Nothing yet. But they sure do have this place locked up tight. I see. I can think of one reason they'd want to do so. Oh, she's em gái chúng ta trong này. That's for sure. I'll find a way in. Condor One, out. Mình đang không biết là có một con chó nữa ở đâu. Hay là mình thử backtrack lại xem nhỉ? Từ từ để mình thử backtrack lại cả cái đoạn đường để mình xem là cái con chó kia nên là phải đi cứu cái con chó kia. Mẹ mày ở trong nhà cận chiến không an toàn một tí nào mẹ. Headshot luôn. Ok, chúng ta đã biết được. Thế là mẹ nó ngay sau nhà đây. Phải không nhỉ? Đây đây, mẹ chuẩn đấy. Mẹ tôi đã gỡ bẫy hết rồi. Con này là sói thuần chủng này, chứ không phải sói kiểu zombie. Okay. Mày quá mẹ mày, quay lại. Take care of yourself, buddy. Cái lúc nãy là mình nâng cấp cái súng này là mình nâng cấp cái tốc độ bắn hết sao nhỉ? Cái tốc độ bắn của cái này vẫn phò. Đúng rồi, mình không nên nâng cấp tốc độ bắn lắm. À không, mình còn nâng cấp tốc độ bắn đâu. Reload speed. Đấy, mẹ không qua là bỏ lỡ ngay mẹ. Nào nhờ mẹ lỡ, lúc nãy qua thì không thấy đâu. Nhưng mà về sau nó mới xuất hiện ấy. Chắc đằng nào cũng phải quay lại về chỗ này với Ashley. Mẹ nó lại dính bẫy bà già đấy. Bẫy phần này nó không mất máu nhưng mà mất bất công. Kiểu nó biết mình ở đây nó chạy mấy con sói à. Chơi cái trò này là lúc đầu là mình nên chơi standard trước rồi về sau mình biết cách chơi, mình biết cái súng nào mình nên nâng cấp ấy thì chơi cái phần hardcore này là chuẩn hơn nhỉ. Còn bây giờ là bởi vì mình biết bao nhiêu súng ấy, có bao nhiêu loại súng ấy và cái súng nó như thế nào ấy thì nó sẽ tiết kiệm được bao tiền hơn, tại vì mình kiểu là nó cấp vuvơ này. Cũng có thể là cái này nó mạnh nhưng mà cũng có thể cái này nó không mạnh ấy, bởi vì cái tốc độ load của nó quá chậm chẳng hạn. Mình vẫn là trong nhà thờ sao nhỉ? Nhưng mình không phải đi tour như cái phần trước. Mình có thể chạy thẳng vào nhà thờ thôi. Ôi chuẩn mẹ luôn, em gái đấy. Hãy trói cua trong nhà thờ cho đến khi khoảng thời gian chín mùi. Ok bro. The path we outside one of the gun locker in the church and wait order
from our loss. And chắc chắn 100% là em đang bị trong nhà thờ. Cái chìa khóa vẫn được giữ trong hang ở bên phía kia hồ. Con quái vật sẽ dọn dẹp cái thằng xâm thằng khách của chúng ta. Lake. Phải đi qua hồ. Let's hope for no more surprises. Xin chúc mừng bạn. Ui, có cái thằng Viper này. Mình đang muốn gửi về. Mình không có cái slot để gửi đó. Viper vẫn để cho người. Tôi chịu không? Mẹ mày, cái bọn này bao giờ nó kiểu nó vô được mình nhỉ? Trước. Ảo vãi nháy luôn. Big Rubber. Tiêu giật cái Tombstone Emblem. I read the truth. The traitor Thrin. Mình sắp hết cái mẹ slot này. Cầm nhiều đồ quá. Như là cái bọn ở trong cái nhà thờ thôi. Thế thì còn lâu mới lấy được, mình mới cứu được Ashley. Như là mấy cái thằng ở trong nhà thờ đó. Mẹ mày không cất được mấy cái đồ linh tinh nhỉ? Tôi ăn mấy cái này. Cửa cái mình không đi được. Đây đúng rồi, cái cửa này mình không đi được, mình phải đi vòng này. À sao? À sao nó có cái đường này? Đây là hồ thôi nhỉ. Lago này, lake. Cái này em ném lửa phần này hiểm thế. Cháy lâu thế. Bắn này phê quá nhỉ mẹ. Tiết kiệm được bao đạn luôn đấy. Ui.
Ơ kìa. Ông đùa tôi à, mẹ con chó này. Chết rồi mẹ. Ui giời mẹ, tự nhiên đánh mấy con vớ vẩn này. Ui, tự nhiên đánh mấy con vớ vẩn này mất bao máu. Bad. Nên là nếu mà cái bow này là bắn một phát chết luôn ấy thì là chúng ta là thu được rất là nhiều đạn đấy sao. Mình mất mẹ bảo viên thì sao nhỉ? Mình chả biết là mình mất ở đâu. Hay mình bắn mất hay sao? Ok, mất. À đó, nó vẫn đấy này. Ảo thật đấy. Tiết kiệm đạn mẹ. Đúng rồi. Dân nhà nghèo. Nên là mình thử cái loại bow này xem. Cái bow này vui phết đấy. Ở phần trước chúng ta không có mà. Mẹ mày có con dao nó có ổn này mày. Đúng ra là nó nên để cái parry nó cao hơn đấy. Chứ nó lại cứ để parry ở cái chỗ ấy thì nó thấp, nhìn rất là khó ấy. Ui. Con ném ở đâu ấy nhỉ? Ra, sao mình không nhảy ra? Fuck man. Ui. Ô, không chết á. Chết rồi, chết rồi. Ô, sao bọn này ảo nhỉ, nó cứ ném ở đâu. Mẹ, khó chịu thế, không hiểu ném ở đâu. Nó vẫn vẩn. Đây này. Con lợn này. Mẹ nó sang nào dậy. Vãi đái mẹ, trâu vãi tè luôn. Cái bắn được hai viên thì ngon đấy. Để hạ được mấy cái con enemy nó mẹ này thuộc cái diện mà phí đạn như con này. Dao sắp hỏng bố này. Đĩ này. Cười nó không hạ ra này nhỉ.
Y ta của chúng ta không mất máu. Mẹ mẹ có cái con dao cái này ngon lành cái này. Đỡ bao nhiêu. Cảm thấy là nó chỗ nào nhỉ? Có cái item đâu nhỉ? Drop down xuống cái chỗ này. À không phải. Đâu nhỉ? Hình như là mình phải đi vòng xuống dưới này ra. Map này annoying đấy nhỉ? Đùa, chỗ nào nhỉ? Kệ mẹ đi. Fuck. If you... Có khi mình nên búp trên cái bow này nhỉ? Ủa cái bow này đầu tư ngon đấy. Mẹ mày, crafting. Nhưng mà mình phải có dao. Ý là nó xài luôn con dao của mình ra nhỉ? Cái dao này là sẽ x4 đấy này. Nên là bắn một phát hai cái bow này rồi cũng rất là mạnh. Phải lấy được cái mìn đấy nhỉ. Đấm nhau thằng to luôn, to con này nhá, mẹ mày. Good luck finding someone big enough to use this thing. Tìm xem ai đủ to để chơi cái búa này mẹ. Thằng này nó vẫn không biết. Để cho the blue medallion. Area the quality and fish farm. Nó giấu ở mấy cái chỗ cũng rất là khó. Súng này bắn ngon thế mẹ, thiếu đạn. Biết là mình phải nạp chứ. Đấy cái con này nó cũng trâu cơ. Quarry này. Mẹ cho cái chỗ em nó gừ kinh thế. Đây 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 đây, đây. Chuẩn này. Ruby này. Phải mua được cái bản đồ thì nó ngon. Ui dồi, mẹ nó kêu. Cầm dù. Cụ đang kêu.
cái đường bên này này. Vậy ok, chúng ta sẽ không đi được bên này. Cái này bắn 2 phát bầu 1 ngon quá nhỉ. Vậy mất tầm mấy mấy nghìn nữa. Isinyaki. Đó, mình lại xài được mà. Ôi, lại có thằng bản đầu. Có sao cái Isinyaki này mình không xài được nhỉ? Đây lại nhiều đồ quá. Đấy, dao bây giờ nó sẽ thành cái này. Có khi mình nên đầu tư cái bow này cũng ngon thật. Tiết kiệm được rất là nhiều luôn ấy. Nếu mà trong trường hợp mà chúng ta không gấp ấy. Vứt mấy con rắn cho thằng kia được thì ngon lắm. Lạ nhỉ, sao cái Insignia key này mình không xài được nhỉ? Nên là đây là key khác nhỉ? Ở lần này là nó sẽ đi thẳng xuống cái chỗ sóc của thằng này luôn à? Chứ nó thằng này ở phần kia là nó ở bên sông mà. Hexagon play piece A. Hello stranger.